chưa? Trà sữa nó phải thế này này. Chú mày, từ bé đến giờ tao chưa bao giờ thấy cái lọ chân trâu nào to như cái lọ chân trâu đấy. Tao phải trả thù, tao phải trả thù. Cái gì đấy chị ơi? Mày biết đây là cái gì không? Dạ em không ạ. Ở trong cái hộp thần kỳ màu xanh này, tao đã để rất là nhiều đồ ăn ngon ở trong đấy rồi. Bây giờ tao muốn thách đấu lại với đại ca và thằng Sắn. Bây giờ mày đi thông báo cho bọn nó biết đi. Nhưng mà đại ca có chắc thắng bọn nó không? Những lần khác tao có thể thua, nhưng mà lần này tao chắc chắn phải thắng nó. Bởi vì tao đã chuẩn bị rất là kỹ rồi. Mày đi luôn đi. Dạ vâng đại ca. Sắn ơi, mày đợi tao. Ê chúng mày, có việc gì nói nhanh lên. Đúng rồi, nói đi, không tao cho mày ăn dép bây giờ. Mày điếc à? Hả? Đại ca tao muốn thách đấu với chúng mày bằng chiếc hộp thần kỳ. Chúng mày chơi không? Chúng mày thua nhiều thế còn không biết nhục à? Chúng mày có thách đấu như nào vẫn thua bọn tao thôi. Ha. Thế tóm lại, bọn mày có nhận lời thách đấu của đại ca tao không? Tao đấu với chúng mày thì chúng mày lại thua. Thua thì lại nhục. Sao chúng mày chịu nhục giỏi thế không biết? Thế tóm lại chúng mày có đấu không? What? Đại ca để em. Bây giờ tao nhận lời thách đấu của bọn mày, nhưng mà mày phải hứa với tao một điều. Mày có hứa được không? Hứa cái gì? Nếu mà chúng mày thua ấy, thì mày đừng có khóc như hôm nọ nhá. Tao thấy mà tao thương lắm. Tao hứa với mày, tao không khóc nữa. Được, cứng đấy nhở. Thôi, bây giờ mày đi về lấy hộp thần kỳ của bọn mày ra đây đi để thách đấu với bọn tao. Ok, đợi tao nhá. Đại ca, nó nhận lời thách đấu rồi. Ha. Cuối cùng, ông trời đã cho tao một ngày chiến thắng. Thôi đi. Nào. Ui, bọn nó mang cái gì kìa đại ca ơi? Lâu lắm rồi không gặp, nhìn chúng mày vẫn giống người nhở. Sao mà nặng lời với nhau thế nhở? Tóm lại là thách đấu đúng không? Đúng rồi, thế bây giờ thách đấu ở đâu ấy nhở? Đi ra kia. Chúng mày mở trước đi. Được, xem tao đây. Kẹo mút, chúng mày có không? Hả? Đại ca ơi, ở trong này có kẹo mút không? Không sao, mày không phải hốt. Này, khoai ăn đi. Chúng mày mở đi. Ok, mở đi mở. Đây mới là kẹo mút đây này. Chúng mày, được đấy. Đây là kẹo mút mẹ, còn chúng mày chỉ là kẹo mút con thôi. Sắn, bóc ăn đi. Đây là Bim Bim. Chúng mày có không? Khoai ăn đi. Đại ca ơi, mình có Bim Bim không? Mày không phải lo. Bọn này thì xem đại ca nhá. Thấy gì chưa? Sắn, bao ăn đi. Tao không ngờ chúng mày lại lợi hại như thế. Đại ca định chịu thua à? Còn gì nữa không? Mày xem tao đây. Yeah! Chúng mày thấy gì không? Đây là quả cam. Đây, ăn đi, bóc ăn đi.
cam à? Mày xem tao có cái gì nhá. Thấy gì chưa? Ăn quả bé để ăn làm gì? Ăn phải ăn quả to như này này. Sao mà to thế? Lần này chắc mình thua rồi. Mày cứ từ từ. Xem đại ca đây. Yeah. Đây, chúng mày biết đây là cái gì không? Đây là trà sữa trân châu. Chúng mày nhìn thấy không? Nào, khoai quá đi. Quấn. Thôi chị Quấn ạ, cho bọn nó thèm. Chúng mày cũng nhiều đồ phết nhở. Tóm lại, phải chiến là phải chiến đến cùng. Xem tao này. Thấy gì chưa? Trà sữa nó phải thế này này. Chúng mày. Sẵn, lấy ông mút về đây. Từ bé đến giờ, tao chưa bao giờ thấy cái lọ chân châu nào to như cái lọ chân châu đấy. Chị ơi, hay là cho em sang bên kia ăn cùng với bọn nó nhé. Không được, mày là đội của tao, mày phải là ở bên này với tao. Đẳng cấp chưa? Đây đại ca. Đâu? Đây là con gà. Ăn đi. Đây là cái đùi nhá. Ăn cho nó thèm đi. Gà gì mà bé thế? Đây 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 đây. Chớ vui mừng vội. Đây mới là gà đây này. Thấy chưa? Tao không thể nào thua chúng mày được. Xem đây. Đây là trứng chim cút. Này ăn đi. Thường thôi, thường thôi. Đây này. Đây. Thấy gì chưa? Sẵn này. Tao có thể thoát được. Đây, xúc xích, ăn đi. Tao có cái này, chắc chắn là chúng mày không thể có được. Xem đây. Yeah, đây là sữa. Chúng mày thấy gì chưa? Nào khoai, uống đi. Tóm lại ê, chúng mày không có gì mà thắng được bọn tao đâu. Lần sau đừng có sách đấu nữa nha. Xem đây này. Thấy chưa? Mình thua rồi, em đi về đây. Mày đợi tao ơi. Thế mà mày bảo mày không khóc nữa. Đã bảo đấu với mình rồi, không có cửa thắng. Thế mà vẫn thích đấu. Chán.